Vâng, em chào các bác nha. Lại là em Quân Đông Bắc đây. Hôm nay là mùng 5 Tết rồi. Em đang có mặt tại cửa khẩu Mường Khương. Đây các bác này. Cửa khẩu Mường Khương. Thì hôm nay là ở đây là có cái lễ hội Lầu Tào của đồng bào dân tộc Mông. Đây, rất là nhiều xe, rất là nhiều người. Thì hôm nay em sẽ đưa các bác đi uống rượu xuyên biên giới. Hiện giờ thì biên giới vẫn chưa mở cửa. Nhưng mà đi đường này mà, đi đường này mà. Đấy là cửa khẩu. Không, đi đi uống rượu xuyên biên giới thôi. Bây giờ thì bọn em sẽ vượt rào. không vượt được rào nhưng mà sẽ đi sang bờ rào để uống rượu với lại bạn bè bên Trung Quốc. Đây các bác này, bọn em là đi đường rừng nhá. Đi gọi là đi tiểu ngạch đấy các bác, ngày xưa gọi là tiểu ngạch đấy, nhưng bây giờ là có bờ rào rồi không đi được. Đâm ra là chỉ có đây đi theo rừng lên thôi. Ui, đây. Úi trời. Các bạn xuống đi. Còn xa nữa không chị ơi? Ở trên kia. Ngay trên kia. Có đông không chị? Hai cây à? Mấy cây à? Không có một cây đâu. Đi qua chỗ này là biến. Đến đến cái bờ này thôi, vì là biên giới ở kia thôi mà. Đấy. Có đông không chị? Đông đông. Đông thì đông nhưng mà toàn là chen chúc nhau. Chết rồi. Sao các anh không mình ở dưới này lên? Chết rồi. Chết rồi, sai lầm rồi. Thế là có khi là bọn em sẽ bị chết đói các bác ạ. Đây các bác xem, quả đường lên rừng. Cầm môi. Lên rừng để đi sang uống rượu xuyên biên giới. Đây. Đây. Đấy, các bác thấy không? Các bà vẫn còn vác đồ sang để gọi là biếu cũng như tặng bạn bè bên Trung Quốc. Ui, nổ pháo các bác. Không biết nổ pháo hay là biên phòng Trung Quốc bắn nữa. Đi vào đây khá là nguy hiểm. Ngày trước ấy thì những cái đường nhỏ nhỏ này mệt nhỉ, lâu không đi. Đường nhỏ nhỏ này chính là đường tiểu ngạch ấy. Yeah. Bây giờ thì bị chặn hết rồi. Biên phòng Việt Nam thì trồng tre. Còn bên Trung Quốc thì đã xây rào. Tại vì Trung Quốc vẫn chưa mở cửa để sang, đâm ra là ở đây mấy năm rồi. Bạn bè không được gặp nhau, nhiều khi là người thân nữa không được gặp nhau, đâm ra phải ra bờ ra. Ui, mệt quá các bạn, đông lắm. Ui giời, đây bờ ra Trung Quốc thì qua cái ơi. Ôi. Đấy, như trước là bọn em có thể được sang bên kia kìa. Nhưng mà hôm nay thì có rào. Đây, em đang ở bờ rào đây. Đi xuống dưới đi. Này, bố mẹ mang đồ cả. Đây, mọi người mang đồ ăn đến để giao lưu với nhau. Mang rượu, rồi là bánh kẹo, thịt thà, thức ăn các kiểu. Nhưng mà em lại không mang gì. Quên mất, cứ nghĩ ở trên này bán. Đời, các bác thấy chưa? Bên kia kìa. Nhưng mà ở đây đông quá. Ôi. Hàng rào thép gai các bác. Đông quá nhỉ, không đi nổi nữa. Dưới kia đông quá. Đây, đi nhờ đường này đi. Ồ.
Đây. Wow, sư tỉ ngã. Chào anh em nhá. Ui, sao anh em lại có mì tôm ăn này? Mấy anh cảnh sát mua cho à? Thế bây giờ bảo các anh ấy mua cho được không? Có quen các anh ấy không? Người quen ở bên nhiêu bảo người quen mua chứ mấy anh bảo vệ kia kìa các bác kìa. Kia có mấy anh bảo vệ kìa. Không thèm trả lời luôn đúng không? Thế nhỉ? Ôi miếng Trung Quốc ngon đấy. Có khác gì Việt Nam không? Em thử một miếng được không? Ôi cảm ơn nhá. Ui. Cái này là gì ấy? Cày, cày lắm. Ngon nhưng mà ngon. Cảm ơn nhá. Tuyệt vời ấy. Đúng ớt tàu luôn. Đây các bạn thấy đây. Ui. Mì cày quá. Đông quá. Kìa mọi người đang giao lưu kìa, tặng nhau những cái xiên thịt nướng. Đây, mua đồ ăn cho nhau. Ngon quá. Bây giờ nhờ wifi của Trung Quốc ấy, nhờ các bạn kia mua đồ ăn cho, không biết có được không. Kìa. Đấy, 3 năm rồi không được gặp nhau. Bây giờ dịch dừng rồi thì mới bắt đầu Trung Quốc có lễ hội nhưng vẫn chưa mở cửa cho bà con bên Việt Nam sang. Anh em bạn bè ở biên giới rất là nhiều. Muốn gặp gỡ thăm hỏi nhau. Đông quá. Yeah. Đấy, bên giáp biên thì cũng chủ yếu là đồng bào dân tộc người Miêu. Hay là người Hoa cũng nhiều. Đây các bác thấy đông chưa? Đây chị. Chị có rất là nhiều đồ ăn. Hiện giờ bọn em cũng đói lắm rồi nhưng mà không biết là ăn kiểu gì đây. Ở dưới kia thì còn có một số người vẫn đang đứng ngóng bán. Đi xuống dưới đi. Đây. Đây, ở dưới này là họ đang uống rượu, uống bia xuyên biên giới. Wow! Đông quá. Anh ơi, cẩn thận đằng sau nhé, anh ơi. Sắp lún rồi đấy. Đông quá, đồng bào. Lâu quá không được thăm nhau, bây giờ được gặp nhau. Nhớ nhau quá. Ây da. Wow! Em đi nhờ cái được không chị? Đây. Ở đây có bia Trung Quốc. Đây, ở bên này các bác đang uống bia uống rượu với nhau, cạn ly. Em chào các anh nhá. Ở đây mình uống bia à, không có rượu uống à anh? Uống bia tàu ạ. À vâng, đấy các bác thấy không? Nhậu xuyên biên giới. Nhậu xuyên biên giới. Đồng. Giờ các bác thấy. Giờ thì em đi sang góc bên này một chút cho nó thoáng đã. Chỗ này chật quá. Mọi người rất là vui đây. Nhậu xuyên biên giới. Ôi ngon quá. Còn là đồ nướng của Trung Quốc. Ôi trơn quá, ngã rồi. Đây. Đây. Ôi xinh gái quá. Dạ. Đấy, thấy chưa? Các bác thấy nhậu xuyên biên giới chưa? Bên kia là Trung Quốc, bên này Việt Nam, cách nhau mỗi cái bờ rào thôi. Đây không có biên phòng Việt Nam, nhưng mà Trung Quốc thì sẽ có bảo vệ bên kia nhá. Đấy, các bạn thấy.
đây là nhậu xuyên biên giới. Đây, các bác thấy không? Đây, đây, đây làm nhậu xuyên biên giới. Đấy, các bác thấy chưa? Đấy, đấy. Đấy. Uống bia, uống rượu, giao lưu với nhau. Rồi, rất là vui. Thì, bên này giáp biên ngày xưa các bạn ấy là cũng lấy nhau này, rồi anh em họ hàng cũng bên Trung Quốc rồi bên Việt Nam, xong chẳng may dịch cái đóng cửa là bây giờ là cách nhau 3 năm rồi. Ui trên này gió rét quá các bạn ạ, cao đây, hàng rào biên giới các bác này. Đấy, bia Trung Quốc này đây. như này là nhậu xuyên biên giới, như này là ấy rồi đấy, gọi là nhập lậu đấy, nhập hàng lậu các bạn. Giờ đồ ăn ngon quá, bọn em bây giờ cũng chiều rồi đến đây rồi, đói không biết là có nhờ ai mua đồ ăn được không. Tí xem quen ai mua đồ ăn cái, đói thật đấy. Thật đây xe kìa. Đấy mọi người đứng này giao lưu tâm sự, có người khóc kìa các bác thấy không? Đây nhớ nhau quá. Đây chị này đang nói chuyện với lại các anh em họ hàng khóc. Lâu quá không được gặp nhau, thật sự là rất là xúc động đấy. Vui Tết vui, chỉ hy vọng là qua Tết thì là được mở cửa. Kìa các bác xem ở đây có cái bảng bằng tiếng Trung và tiếng Việt luôn kìa. Lễ hội thì lễ hội Hoa Sơn, lễ hội du lịch Hoa Sơn dân tộc Kèo, dân tộc Kèo biên giới Việt Trung. Không hiểu lắm, hình như là bác là biết tiếng Trung thì dịch sẽ chuẩn hơn, chứ còn em thì em không biết tiếng Trung kê, chắc là họ dùng cái Google dịch tôi dịch nó ra, đâm ra nó không chuẩn. Ôi dưới này vẫn còn đông lắm các bạn ạ. Đây em sẽ đi sang bên này xem. Bên này còn đông quá nhỉ. Siêu đông luôn đó ạ. Không đi nổi vì là đông người quá. Thật sự là quá đông các bạn. Không đi nổi, chắc là em phải đứng bên này để quay cho các bác xem thôi. Hàng hóa. Wow, bia Trung Quốc. Đây, khu này là thoáng nhất, em cũng chỉ có thể đứng ở đây để quay cho các bác xem thôi. Chứ còn bên kia thì đúng là quá đông, nhậu xuyên biên giới. Đấy, rất là nhiều người biện diện khóc lóc xúc động vì là lâu quá không gặp được nhau, 3 năm rồi các bạn ạ. Kìa bên kia có bảo vệ của Trung Quốc kìa các bác này. Đấy, các bác thấy không? Mặc áo xanh kìa. Đấy. Hy vọng rằng Trung Quốc sẽ sớm mở cửa cho Việt Nam. Đây, đang ngồi ăn nhậu xuyên biên giới. Đấy, các bác biết nhậu xuyên biên giới là như nào đúng không? Quá quá, uống bia Trung Quốc, bia uống rượu. Chắc là anh em họ hàng với nhau. Ừ.
người ngồi với nhau. Các bạn cũng là thật nhớ, chúng ta muốn nói. Rất là ăn nhiều. Ăn thịt nướng ấy, mua chân gà. Mua đi, mua đi. Nhờ. Nhờ. Em phải nhờ người bên Trung mua đồ ăn, nhưng bên này không có đồ ăn. Quá đông các bạn. Ở bác là biết tiếng Trung Quốc, có thể dịch của em mấy cái dòng chữ ở trên trên cái tòa nhà. Trung cư hay cái gì em nhìn thấy có trẻ, có cái ảnh trẻ em với lại mẹ dắt nhau kia, chắc là trường học. Mọi người tâm sự với nhau. Người Mông, người Dao rất là nhiều. Chị ơi, trang phục này là người gì đấy hả chị? Người Dao à? Người Dao xinh nhỉ? Đẹp thật đấy, cảm ơn nhá. À, hóa ra là người Dao, mình cứ bị nhầm người Mông. Vì là Việt Nam có nhiều dân tộc Dao á, Dao đen, Dao đỏ, rồi là Dao Tràm, Dao Tiền, nhiều nhánh nên là em cũng không rõ lắm. Đập lên thì cũng là tuyệt vời thật đấy các bạn, ngồi tâm sự nói chuyện nhậu xuyên biên giới. Bác nào mà xem tham quan thì có thể lên trên này. Nhưng mà em nghĩ chắc là trải qua hôm nay là mấy ngày Tết, nên là Trung Quốc họ mới để thả lỏng cho Việt Nam mình đến gần hàng rào thôi, chứ bình thường cách hàng rào 15 mét là đã có bảo vệ ra để gọi là cảnh báo rồi, không được đến gần bờ rào. Bây giờ thì Tết đâm ra mọi người mới được đến gần như thế này. Rất là xã tàu đâu anh. Dao đen. Quá tuyệt vời luôn. Quá là xúc động. Đấy. Anh em bên Việt Nam cũng mang đồ ăn thức uống sang ngồi với anh em bên Trung Quốc. Lúc mới uống bia ra đấy ngồi, nhưng mà chật quá, chật quá, đâm ra là mình không chen được vào. Thực ra 35 không quá ngắn cũng không quá dài các bác ạ, nhưng mà làm thay đổi rất nhiều thứ. Đấy, mọi người vẫn đang gọi điện để tìm nhau. Đấy, tâm sự nói chuyện. Đây, ngồi ăn nhậu. Hôm nay thì bạn em lại đi hội ở, em cũng có bạn ở đây, nhưng mà bạn em lại đi hội ở cái cách đây hơi xa một chút, nên là không đưa bạn lên đây để uống rượu với các bạn bên Trung Quốc được. Cũng hơi buồn một chút. Nhưng mà thật sự lên đây thấy thế này là vui rồi. Đấy, còn đưa mình xì với nhau để tặng quà cho nhau để các bác kìa. Hút thuốc, uống rượu, uống bia. Bia Trung Quốc. Đấy, các bạn. Đó là tuyệt vời. Đấy, gặp nhau hớn hở, mừng rỡ. Tiền chung rồi các bác này. Ui, cái đỏ đỏ cái là cái gì em cũng không rõ lắm. Không,
400 là hết. 12 triệu. Cái hoa kia là cái gì vậy? À, cái đấy là cái cuộn len đúng không? Đúng rồi. À, cuộn len. Để làm áo này là áo người dao mà đúng không anh? Vâng, áo người dao. Vâng vâng. À đấy à. Đấy nó dùng nó làm cái này là nó đeo đang đeo. Vâng vâng. Ủa cái đấy bán đắt thế cơ anh? Bán đắt mà nó họ bán 500 mà. 500 một cục đấy. Ôi. Ơi được đấy nhờ, 500 ngàn. Lâu lắm không được uống bia tàu nhờ. Bia tàu xếp hàng luôn. Ôi. Đấy. Đấy nha, các bác cứ bảo là mang hàng Trung Quốc sang nhưng mà không phải đâu nhá, Việt Nam bán hàng Trung Quốc đấy. Việt Nam mang lem sang để bán cho Trung Quốc chứ không phải là của Trung Quốc đâu. Mọi người cứ bảo là của Trung Quốc nhưng mà không phải. Đấy. Đây bắt mặt vui hớn hở. Quá tuyệt vời. Tức là bán được chắc chắn rồi, không là đấy, mọi người đang mừng tuổi nhau bên kia các bác kìa. Đưa tiền mừng tuổi hút thuốc, đưa Trung Quốc, đồ ăn Trung Quốc. Vì là hôm nay bên đấy cũng có lễ hội mà. Lễ hội này là của người Việt thôi, gọi là cái bà con bị không may bị ở lại bên Trung Quốc ấy, do dịch ấy. Đồng quá các bác. Thật sự em lên trên một chút. Ngồi uống bia tâm sự giao lưu. Giữa hàng rào không thể nào mà có thể ngăn cản được tình cảm của bà con vùng biên với nhau, vì họ là máu mủ anh em với nhau các bác ạ. Chỉ mong là sớm được mở cửa để mọi người có thể gặp lại nhau thường xuyên hơn, chứ không phải là mỗi dịp Tết cuối năm Trung Quốc lới lỏng một chút thì bà con mới được đứng bờ rào để nói chuyện với nhau như này, chỉ được bắt tay nhau mà không được ôm nhau, nhìn thấy nhau qua những cái hàng rào sắt như thế này. Thực sự là em ở đây là em cũng thấy rất là xúc động, người thấy rất là nhiều người chỉ được bắt tay nhau rồi là khóc tâm sự với nhau. Hy vọng là Trung Quốc sẽ sớm gỡ bỏ hàng rào này. Đấy, bảo vệ Trung Quốc thì vẫn đứng đây. Nhưng mà thật sự như thế cũng đã là may mắn lắm rồi, vì là không bị bảo vệ đuổi xa khỏi hàng rào, đứng sát hàng rào được cầm tay nhau. Đấy là niềm hạnh phúc. Ngồi uống bia với nhau sau bao năm tháng. Quá. Đây, ngồi ăn nhậu, hoa quả, ăn kiểu. Đây, tặng nhau những quả cam, quả quýt. Đấy. Tuyệt vời. Anh ạ. À, em có vài bạn đồng hành nữa nhưng mà bây giờ cũng không biết là các bạn lạc đi đâu mất rồi. Quá đông. Khung cảnh thật là tuyệt vời.
rưng rưng nước mắt. Đấy, chỉ được cầm tay nhau. Em cũng chỉ mới nghe tin thôi là từ hôm mùng 2 Tết thì phải là Trung Quốc họ lới lỏng cho bà con có thể đứng ở hàng rào gặp nhau. Mặc dù là thấy hệ thống tư của nhà nước hay là của bên Trung Quốc thì ấy là được mở cửa từ hôm mùng 8 tháng Giêng rồi, nhưng mà bây giờ thì vẫn chưa được xuất nhập cảnh các bạn, không hiểu tại sao. Đấy. Đây, mọi người chỉ có đứng tâm sự nói chuyện với nhau như thế này thôi. Đấy, chỉ hỏi thăm nhau, chúc sức khỏe, hy vọng sớm được đến nhà đoàn tụ. Ừ, nhiều người khóc lóc rất là cảm thương vì nhớ nhau quá. Em thử đi sang khu bên này xem có sang được không. Quá trơn quá. Đâu rồi đội kia, đâu rồi? Đây, đứng ở kia kìa. Đứng ở kia à? Có mua được không? Bây giờ phải đổi sang tiền Trung cơ. Phải đổi sang tiền Trung mới mua được á? Ừ. Thế là họ không mua cho à? Bà bạn ấy đã đổi cho, nhưng mà đổi tận mấy trăm nghìn tiền Việt liền. Bà không có tờ bé, rồi có tờ to thôi. Ừ, thì là 100, 100 bằng 300 mấy mà. Ừ. Ừ. Thì sao không đổi? Đổi đi. Đổi đi. Không biết bây giờ là 300 mấy rồi. Người mua cho nữa. Ừ, đúng rồi. Mua đi, không là chết đói hết. Em lên đây cũng, em phi từ sáng sớm rồi các bạn, nhưng mà lên đến đây muộn quá rồi, đồ ăn chẳng có, đang nhờ người mua. Ơ à. Đứng gọn, đứng ở trong phòng. Không, không ấy à, không mua đồ ăn à? Phải đổi tiền Trung mới mua được. Thế xong đổi đi, đổi 100 tệ đi. Đổi 100 tệ xong rồi nhờ anh em ấy đấy mua cho. Đây có bác này, người Việt lấy chồng người Trung Quốc đấy. Người lấy chồng. Ngon lắm, nhờ, được đấy. Linh chết đói à, Linh chết đói à. Bác ấy xúc xích tàu, bia tàu. Ôi, xin một bia nào. Đây, bia Trung Quốc em qua em. Anh bảo cứ uống thoải mái đi. Hả? Không rồi. Thôi. Anh bảo uống vừa xong đưa cho em cho vào cho em không uống. Hả? Vẫn đưa cho em không uống. Cho anh quân chân vào trong kia mà quay đi. Này, có mà. Ngon đấy, bia tàu ngon đấy các bạn. Tuyệt vời. À, làm miếng à. Xúc xích tàu các bạn. À, làm miếng này. Ngon đấy. Không cần chân đói. À, thế đổi lấy 100 tệ. Không bảo anh ấy mua cho. Mua trà sữa cho chị em. Có. Mua đồ ăn thôi. Mua thịt nướng ấy ạ. Ui. Không mua mê. Bạn kia xinh quá kìa. Ngon kìa. Chỗ này đông quá các bạn. Không thể nào chen được. Hàng dài em tí tí kia cũng phải xin ăn rồi. Chết đói rồi phải xin ăn các bạn. Kia đổi tiền chung nhưng mà cũng chẳng nhờ ai chẳng quen ai. Hôm nay cái chị bạn em quen ở bên này thì chị lại đi lễ hội bên khác rồi, đâm ra bọn em không biết nói tiếng tàu nữa. Đấy, không đơn giản tí nào đâu. Đây. Đồng quá nhờ. Giao lưu giữa Việt Nam với Trung Quốc. Cách nhau mỗi cái tường rào. Khổ đấy nhỉ. Khổ quá, đúng một cái bờ rào. Thật sự là khi làm mở cửa
đấy, khi nào mở cửa thì mới ấy được. Đấy, chỉ có cầm tay nhau thôi, tâm sự với nhau thôi, không biết làm gì hơn các bạn. Ngon, không xích tàu ngon các bạn. Các bạn cùng xem kìa. Đây, trước kia chắc là đi lấy chồng bên Trung, đâm ra là không lấy được. Kìa, nói tâm sự đây chắc là em đấy, chỉ biết là thò tay sang để cầm tay thôi. Ừ, hội bên Trung, cái hội này từ hôm mùng 2 rồi các bạn, hôm nay là mùng 5 em mới đến được đây. Sâu xa quá. Có bà bán trà sữa mà các kiểu luôn, nhưng mà không mua được. Đấy. Em đi nè. Cầm tay nhau nhiều nước làm thế nào. Đồng quay em không đi nổi các bạn ạ. Wow. Con cá con lùn xuống đất mua. Vâng, chắc là các bác ơi, em cũng xin phép kết thúc video tại đây thôi. Người là đông quá mà em cũng phải đi kiếm cái gì ăn thôi. Ăn trực này là không được rồi. Hẹn gặp các bác vào video lần sau nha các bác nha. Đây, xúc xích các kiểu. Ngon tuyệt vời mà không có tiền mua các bạn ạ. Đấy, khổ thế. Có tiền cũng không mua được. Có tiền không mua được. Hẹn gặp các bác vào video tới ạ. Em tạm biệt các bác nha. Các bác like, hãy cho em xin một like, một đăng ký ạ.